Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang xem kênh bán hàng ô tô cũ của em Đức Hải Dương. Thì buổi sáng ngày hôm nay bên em vừa về một mẫu xe Mazda 3 số tự động, tên tư nhân biển Hà Nội. Và bên em đang chào bán với mức giá là 235 triệu đồng. Anh chị và các bạn có nhu cầu bán ô tô cũ thì hãy liên hệ trực tiếp bên em qua số điện thoại là 0975 567089. Và sau đây em sẽ quay tổng thành chi tiết bên ngoài chiếc Mazda 3 này. Một chiếc Mazda 3 mà quá đẹp luôn anh chị ạ. Chủ nhân đã độ lên đèn bi salon. Đèn này chúng ta đi ban đêm thì cực kỳ sáng luôn. Mặt ga lăng rất đẹp luôn, được mạ chrome rất là sáng. Đèn bi salon đấy anh chị ạ. Một chiếc Mazda 3 sản xuất 2004, tên tư nhân biển Hà Nội, số tự động, mà giá là chỉ có 235 triệu đồng thôi, giá rẻ nhất thị trường anh chị ạ. Form dáng rất là đẹp luôn, rất là thể thao. Về form dáng bên ngoài thì sơn rất là bóng, đẹp. Anh chị mua về là không phải chi phí gì cả mà sử dụng ngay luôn. Là răng đúc. Lốp rất dày nhá bác nhá. Lốp cực kỳ dày luôn. Lốp này là một dàn lốp mới các bạn ạ. 4 quả lốp mới tinh luôn. Form dáng rất là đẹp. Chỉ bằng một chiếc Atit mà lại số tự động. Giá rất là rẻ, chỉ có 235 triệu đồng thôi. Một chiếc Atit 2003 bây giờ, nếu 2004 bây giờ nó cũng giá sấp xỉ mới bằng chiếc Mazda 3 này. Mà lại số sàn. Đây là toàn bộ hệ thống đèn của chiếc Mazda 3. Form dáng rất là đẹp nha các bác nhé. Anh chị mua và nào sử dụng ngay, không phải chi phí gì cả, không phải sửa chữa gì luôn. Form dáng này rất là đẹp, mà giá chỉ có 235 triệu đồng thôi, bằng một chiếc Atit sản xuất 2004. Form dáng rất là thể thao. Lốp này rất là dày luôn. 4 na răng đúc. Lốp này lốp mới cả dàn nó các bạn ạ. Form dáng rất đẹp. Đăng kiểm thì đến tháng 7 năm 2019. Đăng kiểm rất là dài. Và sau đây em sẽ quay tổng thành nội thất bên trong chiếc Mazda 3 này cho anh chị và các bạn được xem luôn.
thời tiết đẹp luôn. Loa đài hát thì nghe cực hay luôn các bạn, rất là hay, rất là đẹp. Đấy, cửa em đóng rất là nhẹ luôn. Em khoảng kế đằng sau bẹ tì tay, chân thì toàn bộ chân ý các bác nhé. Nội thất rất là sạch sẽ, rất đẹp ạ. Mua về chúng ta sử dụng ngay. Cửa em đóng rất là nhẹ nhàng luôn. Cổng nó hạ kín lên, hạ bình thường. Có một cái cục kia là không lên được thôi. Form dáng rất là đẹp, nội thất rất là tươi các bác nhá. Đây, gương kính chỉnh điện hết các bạn. Cái nội thất rất là đẹp. Cửa em đóng cực kỳ nhẹ nhàng luôn các bác ạ, không phải mạnh tay gì cả. Đấy, đóng nhẹ là vào thôi. Hình thức rất là sạch sẽ luôn, bác chủ nhân bác rất giữ gìn. Thường thường nếu mà xe mà sử dụng nhiều hay ít là nó cái chỗ này nó sát sát rất nhiều này anh chị này. Đấy, nó rất là mới luôn. Đấy, chỗ này là người ta bước chân ra hay bước chân vào nó rất là hay là cọ mà nhiều và rất hay bị sát sát. Sát gì cả, nó chỉ cũ theo thời gian thôi. Tên tư nhân biển Hà Nội, một chú từ đầu luôn các bạn, một chú từ mới luôn, chiếc Mazda 3 này 2004. Đi cốp theo xe. Một chiếc lốp dự phòng. Đây bác chú bác đã dán chống ồn sau cốp này, phòng cốp này. Đấy, chưa có hiện tượng mục ngoặt gì các bác nhé. Đấy, sơn zin của cốp đấy. Anh chị và các bạn là mua và chiếc này là sử dụng ngay, không phải chi phí gì cả. Đấy, em đóng vào cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Đây là phần gầm của chiếc Mazda 3, chưa hiện tượng bục mọt gì các bác nhé, rất đẹp. Đó, xương gầm của Mazda 3 đó rất là còn vuông vắn. Anh chị mua về là sử dụng ngay luôn, không phải chi phí gì cả. Và sau đây em sẽ quay vào trong khoang máy của chiếc Mazda 3 này.
Đây là khoang động cơ của chiếc Mazda 3. Không có đâm đụng gì nặng nghe quá nhá. Không đâm đụng cũng tai nạn luôn. Xe rất là vuông vắn. Máy nổ cực êm luôn. Máy con này thì cực chất các bạn. Máy cực kỳ chất luôn. Anh chị và các bạn đã mua về là sử dụng ngay, không có chi phí gì lên cả. Và sau đây em sẽ test thử chiếc Mazda 3 này đi từ đây về đến cửa hàng em. Thì rất mong anh chị và các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ kênh. Và ấn nút chuông thông báo để cập nhật những mẫu xe mới bên em đang về. Địa chỉ xem xe tại đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương. Anh chị có nhu cầu mua ô tô cũ thì hãy liên hệ trực tiếp bên em qua số điện thoại là 0975 567089. Đi rất là êm ái, giá chỉ có 235 triệu đồng thôi. Cực kỳ êm luôn. Số thì lấy tanh tách. Vâng, và sau đây em sẽ kết thúc video. Và rất mong anh chị, hẹn anh chị những video lần sau.